Rồi, xin chào mọi người nha. Hôm nay em lại test một cái bút lửa này gửi cho một khách hàng mới. Hồng bút khò nhé. Hay là bút nét và bút tô mạng. Rồi mọi người nhận máy thì kết nối hết. Đây là bút khò. Hai cái lỗ này thì mọi người cắm bút nét hoặc bút tô mạng đều được nhé. Rồi, công tắc đỏ là đầu tiên là công tắc nguồn tổng này. Tiếp đến công tắc này là công tắc của máy khò. Hai công tắc này là của hai cái bút này. Đó, tương ứng thôi. Rồi. Đây, em cắm điện rồi nha, giờ em bật này. Đó, bật lên thì quạt trong tay khò và cái quạt trong máy nó sẽ quay luôn. Để nó làm mát cái tay khò. Rồi muốn sử dụng bút khò mọi người bật công tắc lên. Đó, mọi người chỉnh nhiệt đây. Rồi, tiếp đến là hai cái bút này nhé. Đây, bật cái này lên. Rồi mọi người chỉnh nhiệt. Đây. Đối với cái bút tô mạng này thì mọi người cứ vặn hết cỡ nhé. Đó, sau đó đợi khoảng chừng 1 phút đến 3 phút, khoảng đó là nó nóng đều rồi. Mọi người bắt đầu tô nhé. Rồi, tiếp đến là cây quế, là cái bút nét. Đây. Rồi, cái đồng hồ này thì bây giờ tất cả mọi cái máy mình làm ra sau này nó đều có lưu điện nhé. Đó, cho mọi người bật nguồn của cái bộ phận này lên thì nó sẽ mờ mờ, cái đèn nó sẽ sáng mờ nhé. Nhưng mà nó chưa chạy đâu. Nhưng mọi người chỉnh lên thì nó sẽ sáng mạnh lên. Đó. Thì nó mới hoạt động nhé. Đây. Thấy không? Đó, cái đồng hồ nó sáng vậy thì nó là hiện tượng bình thường nha mọi người. Mọi người đừng đừng thắc mắc nha, không phải là máy hỏng đâu. Rồi, đối với cái tay khò này thì mình hướng dẫn sơ lại cái. Khi mọi người gắn cái mũi vào thì mọi người chỉnh cái lượng nhiệt vừa phải thôi nhé. Mọi người chỉnh quá thì cái chỗ này nó sẽ chảy ra luôn. Đó, mọi người cứ canh mọi người chỉnh nhé. Chảy cái này ra là hư cái tay khò đấy. Đây, mọi người thấy không? Đó. Mới chỉnh có 115 thôi nhé. Mà mọi người tô. Rồi. Thì mọi người sử dụng cái ngòi này thì mọi người gắn vô. Rồi tiếp đến là cái bút tô mạng này. Đấy. Nhẹ thôi là nó đã đi, đã đủ nhiệt là mọi người viết nhẹ nhàng thôi là nó cháy rồi nhé. Rồi cái bút nét. Rồi. Cơ bản là mình test cho máy hoạt động rồi thôi. Chứ mình không có phải là người vẽ tranh. Rồi, video mình xin kết thúc đây nhé. Mọi người không hiểu cái gì thì cứ trao đổi qua Zalo, số điện thoại mình để phần tiêu đề luôn. Đó. Clip này thì cũng tương đối là đầy đủ, mọi người cứ xem là mọi người làm được thôi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha.